Bài số 3. Cho góc AOB và tia phân giác OM. Gọi OA phẩy là tia đối của tia OA. OB phẩy là tia đối của tia OB. ON là tia phân giác của góc A phẩy OB phẩy. Chứng tỏ rằng góc AOM bằng góc A phẩy ON. Trước hết ta vẽ hình cho góc AOB. Và tia phân giác OM, ta vẽ tia phân giác OM của góc AOB. Tia phân giác của góc là gì? Tia phân giác của một góc là một tia nằm giữa hai cạnh của góc và tạo với hai cạnh hai góc bằng nhau. Thì ta vẽ tia phân giác OM. Gọi OA phẩy là tia đối của tia OA. Vậy ta vẽ tia đối của tia OA. OB phẩy là tia đối của tia OB. ON là tia phân giác của góc A phẩy OB phẩy. A phẩy OB phẩy. Vẽ tia phân giác ON. Chứng tỏ rằng góc AOM bằng góc A phẩy ON. Trước hết, ta dựa vào giả thiết OA phẩy là tia đối của OA, OB phẩy là tia đối của tia OB. Vì OA và OA phẩy là hai tia đối nhau này, OB và OB phẩy là hai tia đối nhau, do đó ta có góc AOB và A phẩy OB phẩy sẽ là hai góc đối đỉnh. Vì OA và OA phẩy là hai tia đối nhau, OB OB phẩy cũng là hai tia đối nhau. Từ đây ta suy ra góc AOB và A phẩy OB phẩy là hai góc đối đỉnh. AOB và A phẩy OB phẩy hai góc này là đối đỉnh. Hai góc đối đỉnh thì ta biết là bằng nhau. Vậy ta suy ra góc AOB sẽ bằng góc A phẩy OB phẩy. Tiếp theo, ta dựa vào giả thiết bài toán cho đó là OM là tia phân giác của góc AOB. OM là tia phân giác của góc AOB. Như vậy thì góc AOM này sẽ bằng 1 phần 2 của góc AOB. Vì OM là tia phân giác của góc AOB nên ta có góc
AOM. Bằng 1 phần 2 có AOB. Dựa vào giả thiết tiếp theo là ON là tia phân giác của góc A phẩy OB vậy. Đấy, ON là tia phân giác của góc A phẩy OB vậy. Thế thì góc A phẩy ON, A phẩy ON cũng sẽ bằng 1 phần 2 của góc A phẩy OB vậy. Vì ON là tia phân giác của góc A phẩy OB nên ta có góc A phẩy ON bằng 1 phần 2 của góc A phẩy OB phẩy. Vậy đây là 1, 2 và đây là 3. Từ 1 này, từ 2 và từ 3 thì ta sẽ suy ra được là góc AOM sẽ bằng góc A phẩy ON. AOM đó là điều chúng ta phải chứng minh.